Cô xin chào tất cả các con. Tiết toán trước chúng ta đã tìm hiểu bài toán có lời văn. Tiết toán ngày hôm nay cô sẽ hướng dẫn các con cách giải toán có lời văn. Và đây cũng chính là nội dung của bài học ngày hôm nay. Sau đây là đề bài toán. Các con có một phút để đọc thầm đề bài. Bây giờ cô trò chúng ta cùng nhau đọc đề bài nhé. Bài toán: nhà An có 5 con gà, mẹ mua thêm 4 con gà. Hỏi nhà An có tất cả mấy con gà? Bạn nào hãy cho cô biết nhà An có mấy con gà? Cô nói rất chính xác, nhà An có 5 con gà. Thế mẹ mua thêm bao nhiêu con gà? À đúng rồi, mẹ mua thêm 4 con gà. Vậy nhà An có tất cả mấy con gà? Để biết nhà An có tất cả mấy con gà thì cô sẽ hướng dẫn các con cách tìm hiểu. Sau đây cô sẽ giới thiệu các con tìm hiểu tóm tắt bài toán. Có 5 con gà, thêm 4 con gà, hỏi có tất cả mấy con gà? Để giải một bài toán có lời văn, các con cần thực hiện 3 bước. Bước 1 đó là bước viết lời giải. Để có thể thực hiện được cách viết lời giải, thì cô mời các con hãy đọc lại đề, câu hỏi đề bài. Bây giờ các con hãy cùng với cô đọc lại câu hỏi nhé. Hỏi nhà An có tất cả mấy con gà? Và sau đây là câu lời giải của cô. Nhà An có tất cả là. Bước 2 là bước viết phép tính. Để biết xem bài toán này các con thực hiện phép tính cộng hay phép tính trừ thì các con cần xem lại đề bài. Nhà An có 5 con gà, mẹ mua thêm 4 con gà. Ở đây các con cần lưu ý tiếng thêm. À, như vậy lớp chúng ta cùng viết là phép tính cộng. Và đây chính là phép tính đúng. 5 cộng 4 bằng 9. Đối với bài toán có lời văn thì sau khi các con thực hiện phép tính thì các con cần lưu ý viết tên đơn vị vào trong dấu hoặc đơn. Thế đối với bài này chúng ta ghi đơn vị là gì? Bài này yêu cầu các con tìm số con gà. Như vậy các con sẽ ghi chữ con gà vào trong dấu hoặc đơn. Bước cuối cùng là bước 3 viết đáp số. Các con viết đáp số 2.9 con gà. Và các con lưu ý đối với bước 3 viết đáp số thì phần đơn vị các con không cần ghi vào trong dấu hoặc đơn. Cô xin nhắc lại. Đây chính là câu lời giải. Và đây là phép tính. Và đây là phần đáp số của bài toán. Để giải bài toán có lời văn, trước tiên em cần đọc kỹ đề bài để tóm tắt bài toán, tìm cách giải. Sau đó em trình bày bài giải gồm các bước như sau. Bước 1, viết câu lời giải. Bước 2, viết phép tính, lưu ý tên đơn vị đặt trong dấu ngoặc. Và cuối cùng là bước 3, viết đáp số. Như vậy là cô vừa hướng dẫn các con cách giải toán có lời văn. Sau khi các con xem đoạn clip này thì cô có bài tập dành cho các con. Các con cần làm xong bài tập, sau đó nhờ ba mẹ kiểm tra lại và chụp hình gửi qua Zalo cho cô nhé. Cô cảm ơn các con. Chúc các con có một buổi học thật là vui vẻ. Thân ái chào tạm biệt.